trường đi chùa thắng ở cầu lấy mũi đấy qua lại trường sau khi qua đi qua thì ở trường cho ở lại chỗ ở tỉnh Nam đi anh ấy học cô ra đây học cô ra đây lại nha bởi bác sĩ nói học cô ra anh ấy học cô ra đây không mệt mẹ anh ấy hả từ từ khổ lên nha đây thằng này đi chùa ở lại đi.